Xin chào mọi người. Hôm nay vợ chồng mình định đi mua mấy cái cần câu về cho hai bé nó đi, hai bé lớn của mình nó đi câu á. Tại vì tụi mình không có muốn là các bé phải mãi mê trên coi tivi hay là chơi game. Nói chung là ở bên nước ngoài thì người ta muốn là con cái mình đi ra ngoài vận động nhiều hơn, cắm trại hay là câu cá. Nói chung là trải nghiệm và biết nhiều thứ hơn, với lại phơi nắng nhiều hơn nữa. Ok, bây giờ mình xin mời mọi người cùng cùng với mình đi mua cần câu cho hai bé nha. Đây là mình đang đi trên đường nè mọi người. Hiện tại là mình đang đậu xe ở đây để chồng mình đổ xăng đó mọi người. Và mọi người coi nha, chúng mình đang đổ xăng. Ở đây thì đổ mình tự động đổ, mình cầm cây mình đổ vô xăng xe của mình, sau đó mình đi vào. Sau đó mình đi vào bên trong mình trả tiền. Tới chỗ rồi, bây giờ mình chuẩn bị vô ha. Đây là cái shop mới mình mới đi lần đầu tiên luôn đó. Và cái shop ở bên kia, bên đây là shop đồ chơi nè, thôi quên. Còn bên đây là cái shop mình đi mua cần câu. Lần đầu tiên tụi mình đi đến chỗ này, chắc nó mới mở luôn nè. Bán cũng mình thấy cũng khá nhiều đồ, mà đặc biệt là hôm nay tụi mình đi vô để đi kiếm cần câu rồi thôi, nên chỉ đi khu vực đó thôi. Đó mọi người thấy không, bán mắt kiến đâu nữa đó. Rồi mình cũng thấy đằng kia cũng có bán quần áo rồi thêm nữa. Nhưng mà mình nghĩ là chắc quần áo là giống như là để cắm trại dã ngoại hay đại khái là áo lạnh nó khoác gì thôi, chứ nó không phải là đồ đẹp giống như là đồ đi tiệc đâu đâu. Nó quá trời nhiều cần câu luôn, dựng đứng đẹp lắm rồi. Cần câu này là nó tháo lắp lại được, có nghĩa là nó kéo gắn lên cho nó dài ra được, có chứ không bình thường nó không thể nào người ta giác cái cây cần câu dài vậy hết á. Chỗ này là chỗ bán mấy cái lưỡi câu đó, rất là nhiều loại luôn đó. Vừa có nhỏ, có đủ kích cỡ đủ size hết, có màu đỏ nữa, có màu bạc, nó có màu vàng nữa đó. Chồng mình thật ra thì mua cho tụi nhỏ đi câu cho chơi vui vậy thôi, chứ biết là chắc cũng không có dính gì đâu, tại không có kinh nghiệm gì câu đó. Xong rồi không, mình phải kiếm cái, nếu mà muốn ấy là phải kiếm cái mồi đồ đàng hoàng. Còn chồng mình thì chỉ mua mấy cái con cá nhựa giả mà nó để làm mồi câu giả trong cái shop thôi. Bởi vì không biết như thế nào, nói chung là ở bên đây câu cá rồi xong á, mình cũng đâu phải là câu con nào dính được bắt về được đâu, mà phải đúng size đúng kích cỡ nữa, tùy loại cá mà bắt được bao nhiêu con, có nhiều luật lệ lắm mọi người. Thì đi cho vui vậy thôi, cho mấy đứa nhỏ nó biết, nó ra ngoài nó biết thôi. Wow, hai đứa à, vì đứa mẹ có cái thằng câu thế nào đẹp không, hai đứa được cái thằng câu đó hả? Ngày mai mình đi câu ha. Ok, hai đứa thích không? Gia đình có thích không nào? Có nói cảm ơn cái gì chưa? Cảm ơn các thầy. Ồ. Mày quay lên đi. Wow, nó có đèn kìa. Đây là những thứ mà chồng mình mua kèm theo nè, có lưỡi câu rồi thêm là mấy cục đá rồi đó, câu nhiều loại để có gì lưỡi có đứt lưỡi câu kia thì mình gắn cái này vô cho nó tiện á. Chồng mình thì thích đầu tư cho mấy đứa nhỏ ra ngoài cho nó biết lắm. Nếu các bạn cảm thấy yêu mến và quý mến mình á thì xin ủng hộ mình bằng cách là like, share và đăng ký kênh của mình nha.
Xin cảm ơn bà con, cô bác và các anh chị rất là nhiều. Xin cảm ơn. Hẹn gặp lại mọi người. Bye bye nha.